Tập 15. Vũ Văn công tử đây là nhân vật Long Phụng. Việc nhìn trộm như vậy là việc đám vô lại hay làm? Không cảm thấy tự đánh mất tư cách sao? Mời công tử vào. Hoài công tử đến đây chắc hẳn có việc cần hỏi. Nếu như Hoài công tử không mở miệng hỏi được, vậy thì để ta đoán thử. Cái gai ở trong lòng công tử đó chính là công tử là con thứ. Cô nói rất là đúng. Đây chính là cái gai trong lòng ta. Hoài công tử, đại trưởng phu tung hoành thiên hạ, khổ nhất là anh tài cái thế lại không có đất dụng võ, như dùi để trong túi. Đáng bi đáng hận nhất là sự bất công này từ khi ra đời đã định sẵn. Nói tiếp đi. Mưu sự tại thiên nhưng mà thành sự tại nhân. Chỉ sợ Hoài công tử cam lòng để kiếp này khuất phục dưới chân kẻ khác. Cô nương, nếu như sự việc đã vậy rồi, vậy cô có cách nào tốt hơn hay không? Hoài công tử, có lẽ công tử đến lầm chỗ. Nơi này không phải chỗ bói toán, cũng hỏi lầm người. Ta cũng không phải tiên sinh bói toán gì. Vừa gặp đã như tri kỷ, giải bày tâm can. Hoài công tử, ta có xứng trở thành tri kỷ của công tử không? Đường xa mới biết sức ngựa. Ngài có thể bay thẳng lên cửu thiên không? Gió mạnh mới biết cỏ cứng. Điệp Chỉ Lâu bị kẻ khác xâm nhập, sai ở Nguyệt Nhi, đã không phòng ngự tốt. Điệp Chỉ Thiên Nhãn bao nhiêu năm nay phòng vệ chu toàn, chưa từng có bất kỳ vấn đề gì. Lần này nữ hiệp giả của Đại Lương một mình xông vào, nếu như bí mật bị lộ ra, kẻ rơi vào đường cùng sẽ là toàn bộ Đại Ngụy này đó. Bây giờ Nguyệt Nhi lo lắng nhất chính là điệp giả Đại Lương có thể vào Thanh Sơn Diện như là chúng không người. Thiết nghĩ chắc chắn là có nội ứng. Yến hội lần này là Vũ Văn Hoài của Hồng Sơn Diện tổ chức, mời Nguyệt Nhi con đến tham dự, xem ra là kế điệu hổ ly sơn. Trong yến hội nhìn hắn có vẻ như là không biết nội tình gì hết. Nói như vậy thì hắn chỉ là một con cờ, cũng không có khả năng biết được bí mật về mật đạo của Điệp Chỉ Lâu. Nói như vậy, kẻ chủ mưu đằng sau Hồng Sơn Diện, Vũ Văn Tịch, coi bộ Vũ Văn Phủ thật sự đã có gian tế. Chuyện này không hề nhỏ. Tổ phụ có đối sách gì không? Sự việc quan trọng, cần phải thận trọng suy nghĩ thêm. Ta vẫn còn một vấn đề. Nô tỳ tên Tinh Nhi kia còn lại để cô ta trở thành một điệp giả sao? Tổ phụ, thứ cho Tôn Nhi nói thẳng, lần này có thể giữ được Điệp Chỉ Thiên Nhãn, thật ra
là công lao của Tinh Nhi. Trải qua lần ngoài ý muốn này, con phát hiện Tinh Nhi đúng là một nhân tài đáng để đào tạo. Nếu con đã mở lời, ta sẽ cho cô ta một cơ hội. Tạ tổ phụ. Con lui xuống trước đi. Dạ. Chúa công à, công tử đã có cơ hội bắt được điệp giả Đại Lương, nhưng mà công tử vì bảo vệ Tinh Nhi cho nên đã từ bỏ. À, Tinh Nhi đó đừng giữ lại nữa. Ta không thể để tôn tử của ta đi theo đường cũ của ta. Huynh không qua dỗ dành hả? Không đi. Huynh không đi thì còn ai vô? Ai thích đi thì đi. Tóm lại ta không đi. Huynh đi đi. Huynh chọc người ta ra như vậy, huynh mà không đi thì không có hay lắm đâu. Nguyên Tung, chúng ta là huynh đệ với nhau, trong lòng ta nghĩ như thế nào huynh còn không biết sao? Ghép bậy Nguyên Ương, sau này rồi ai chịu trách nhiệm đây? Ta muốn hỏi huynh việc này, Thuần Nhi rốt cuộc có điểm nào không tốt chứ? Thuần Nhi tốt hết về mọi mặt, nhưng mà ta chỉ xem cô ấy là muội muội thôi. Ta mặc kệ. Nể tình hai chúng ta là huynh đệ, huynh đó, huynh cũng phải giúp ta dỗ dành Thuần Nhi đi nha. Ta đi đó. Cố lên nha. Ném đá của muội làm cái gì chứ? Một hòn đá thôi mà, vậy mà cũng không cho ném. Được thôi. Không. Vậy thì ta đi ạ. Thôi đi Thuần Nhi, vẫn giống như lúc nhỏ, chẳng phải chỉ là món quà thôi sao? Sau này ta bù đắp cho là được rồi. Muội không muốn nữa. Muội không cần nữa. Không cần quà sao? Quynh vẫn chưa hiểu, cái muội muốn không phải quà. Vậy thì muội muốn cái gì? Cái muội muốn không phải đã nói với Bạch Sanh cô rồi sao? Sao cứ làm cho ta không hiểu nổi muội rồi đó. Cứ hay là bộ không hiểu. Thôi được, vậy thì để ta kể chuyện cười cho công chúa nghe. Muội không nghe. Chuyện cười cũng không muốn nghe. Vậy thì ta đi à. Ê, đợi đã. Sao huynh đi thật vậy? Không nghe bỏ cũng phí. Ngày xưa có một ông hoàng đế, ông ấy vô cùng thích gảy đàn, nhưng mà trong cung trên trên dưới dưới văn võ bá quan á hả, đều cảm thấy tiếng đàn của ông ấy không thể lọt tai. Hoàng thượng đi tìm khắp ở trong cung cũng không tìm được tri âm, trong lòng á vô cùng là lo sợ bồn chồn luôn. Có một hôm ông ta chạy đến thiên lao, lôi ra một tên tử tù, rồi nói với hắn ta: ta sẽ gảy đàn cho ngươi nghe một khúc, nếu như ngươi thích, trẫm sẽ miễn tội cho ngươi. Sau đó hoàng thượng lấy cây đàn ra. Sau khi đàn xong thì tên phạm nhân này liền quỳ xuống đất khóc lóc sướt mướt. Chẳng phải là chết thôi sao? Thần biết sai rồi, xin hãy ban cho thần lăng trì xử tử.
Là vì vị hoàng thượng đó đánh nàng quá dở hay sao? Ừ, hay mà, hoàng thượng đánh rất hay. Quỳnh gạt muội. Đã sắp xếp người của chúng ta tại cửa thành, tăng thêm nhân lực ở nhà phủ Trường An. Trạm công khai tăng thêm, mà trạm ẩn lại càng nhiều, cũng đã phong tỏa đường thủy. Họa sư của chúng ta đã vẽ được đa số tranh chân dung của bọn đạo diệp cơ, lập tức sẽ phân phát đến khắp các cổng thành cùng các cửa tiệm của hoàng phủ, lập tức sẽ được dán khắp thành. Theo chỉ thị của công tử, đã sắp xếp các băng phái giang hồ để giúp đỡ. Tào Bang, Lan Thanh Bang, Phong Chủ Minh, Dân Già Cá đều đã hành động. Một khi có manh mối gì thì sẽ báo ngay cho chúng ta biết. Mật thám trong thành cũng đã hành động. 14 con phố Nam Bắc, 11 con phố Đông Tây, 108 phường, dịch quán, tự miếu, 132 nơi, thuộc hạ đều đã cho rà soát tất cả. Đây là thông tin buôn bán mà thuộc hạ đã điều tra của cửa tiệm trong 5 năm qua, cùng các thông tin vận chuyển của xe ngựa. Sau khi thuộc hạ rà soát cẩn thận, phát hiện có 46 cửa tiệm khả nghi, chúa công đã phái ảnh tông và điệp giả bí tông bí mật điều tra. Theo chỉ thị của công tử, đã theo dõi Vũ Văn Hoài, nhưng hiện giờ vẫn chưa phát hiện có manh mối gì. Ngoài ra, mật đạo điệp chỉ lâu và các thông đạo bí mật đều phải làm lại hết, đề phòng người ngoài đi vào lần nữa. Thuộc hạ tuân lệnh. Gián điệp đại lương quả thật là xuất thần nhập quỷ, hành tung quỷ dị, không chỉ đến đô thành đại ngụy ta, mà còn mưu đồ xâm nhập vào nội bộ điệp chỉ thiên nhãn của ta. Nếu chúng đã dám đến thì chúng có cánh cũng khó mà bay. Công tử, bắt được mười mấy tên gian tế. Những người này đều là kẻ cứng đầu của đại lương, bọn chúng không chịu nói gì hết. Có cần ra tay nặng hơn không? Đám người này không ngại đường xá xa xôi đến đại ngụy ta, còn vào cả phủ thành của ta. Chắc chắn không chỉ đơn giản là vì bí mật của điệp chỉ thiên nhãn thôi, nhất định còn có bí mật gì đó không thể tiết lộ. Các ngươi phải tiếp tục điều tra. Chỉ cần tìm được nơi ẩn náu của thủ lĩnh bọn chúng thì tất cả sẽ không đánh tự thua. Dạ. Thiên chủ, điệp chỉ thiên nhãn phản công kịch liệt, người của chúng ta thương vong nghiêm trọng. Bao nhiêu năm nay, mật thám và các trụ sở gài vào thành Trường An đã bị tiêu diệt 6-7 phần. Số còn lại hoặc là đã bị mất liên lạc, hoặc là đã ở ẩn. Ngoại trừ người tôn chủ mang theo bên người, số còn lại đều bị mất liên lạc. Điệp chỉ thiên nhãn ngủ đông bao nhiêu năm trời, không ngờ vẫn còn sức mạnh lớn như vậy. Lần này là ta khinh địch rồi. Tôn chủ, người vẫn nên đi trước đi. Chúng ta vẫn còn một thông đạo an toàn, đủ để tôn chủ an toàn ra khỏi thành. Ta không thể đi. Nếu như ta đi rồi, lần này chúng ta sẽ thất bại thật sự. Hy sinh nhiều thứ như vậy, không thể dễ dàng bỏ cuộc được. Nhưng nếu không đi thì quá nguy hiểm. Người của chúng ta bị bắt đi nhiều như vậy, có thể bị bắn đứng bất cứ lúc nào. Vũ Văn Nguyệt, không trừ bỏ người này, chúng ta khó mà thành công được. Vũ Văn Nguyệt, hắn rõ ràng chính là nhân vật mấu chốt của điệp chỉ thiên nhãn. Bên cạnh có rất nhiều cao thủ, bản thân hắn võ công thâm hậu khó lường, muốn diệt trừ hắn quá khó rồi. Nếu như cô thích nó thì tặng cho cô đó. Đa tạ.
chưa chắc. Tông chủ có cách gì sao? Ả Tinh Nhi làm hư hết mọi chuyện, có lẽ chính là điểm yếu của hắn. Một nô tỳ à? Vũ Dân gia chú trọng về tình cảm. Năm xưa Vũ Dân trước chính vì một tỳ nữ mà tự bẻ hai chân, hủy đi tiền đồ trước mắt của bản thân. Vũ Dân Nguyệt trong mật đạo đã bảo vệ cho ả tỳ nữ đó vài lần. Muốn trừ khử Vũ Dân Nguyệt thì phải ra tay với ả. Tôn chủ tin chắc. Ta ở trong cung bao năm, chuyện như vậy không cần bất cứ chứng cứ, chỉ cần một ánh mắt là ta đã có thể nhìn rõ mồn một. Đào Diệp, ta muốn toàn bộ tình báo về Ả Tinh Nhi này, gia thế bối cảnh, chuyện lớn chuyện nhỏ ta đều muốn biết. Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Lão gia, lão gia mời dùng hoa quả. Vừa trùng đà triệu kiến đã tự xông vào đây làm gì hả? Muốn nếm thử rượu ngon trong hộ của ta hay sao? Tổ phụ, sắp xếp buổi yến tiệc này người đang có dụng ý gì đây? Buổi tiệc này không phải là để uống rượu sao? Phía sau nhất định còn mục tiêu khác. Tại sao trước giờ người phải giấu con chứ? Người là cái thá gì chứ dám chất vấn ta hả? Tổ phụ, con cũng là vì người, vì tiền đồ của Tam Phong chúng ta mà. Ngươi là kẻ thấp hèn, còn nói cái gì vì tiền đồ của gia tộc, nực cười. Ngươi là đồ phế vật, xuất thân không tốt, phải học cách làm thế nào khom lưng cúi gối. Nét mặt gì đây? Không phục hả? Vậy thôi cũng không dám nói, còn dám nói mình không phải phế vật. Khi xưa nếu không phải ta nhẫn ngươi vào Tam Phòng, ngươi còn thấp kém hơn con tiện nhân kia nữa. Người hậu hạ ta đêm nay đã chuẩn bị xong chưa? Dạ thưa bẩm lão gia, đã chuẩn bị xong hết rồi. Có tên phế vật khiến cho ta vô cùng khó chịu, đêm nay phải vui vẻ sung sướng. Thế tử điện hạ, sao ngài lại tới đây vậy? Tại sao ta lại không thể đến? Thế tử như ta rảnh rỗi nhàm chán, cũng đâu có chuyện gì trọng đại. Phải rồi, hôm đó ta thổi kèn ở bên ngoài, cô có nghe thấy không?
có nghe thấy, khá hay đó. Vậy sao không ra gặp ta? Thế tử điện hạ, ta chỉ là một nô tỳ, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện để làm, không có nhiều thời gian rảnh đâu. Ta nói cô nghe, cô nên cùng với ta về Yến Bắc. Đến lúc đó, cô không cần phải làm nô tỳ của ai nữa. Sao vậy? Có phải là có chuyện gì không yên tâm được không? Là hai muội muội của cô. Những chuyện này ta đều có thể giải quyết thay cô. Cô suy nghĩ cho kỹ. Đợi sau khi ta xác định được thời gian, ta sẽ quay lại tìm cô. Cái này tặng cho cô. Công tử. Vào đi. Công tử nên uống thuốc rồi. Cứ để bên kia. Công tử, Nguyệt Thất có căn dặn, thuốc phải nhân lúc nóng uống mới có hiệu quả. Còn muốn Tinh Nhi nhìn ngài uống. Lời của Nguyệt Thất, cô cũng chịu nghe quá đó chứ. Nguyệt Thất cũng vì lo cho công tử thôi, ta nên nghe theo huynh ấy. Sao đắng vậy? Có thuốc nào mà không đắng chứ. Công tử, nếu như Tinh Nhi đã trở thành điệp giả rồi, vậy khi nào có thể bắt đầu huấn luyện? Đến khi nào được huấn luyện thì tự nhiên cô sẽ biết thôi. À, vậy công tử từ từ uống. Tinh Nhi xin cáo lui trước. Đứng lại. Sao vậy công tử? Công tử chê thuốc đắng, muốn Tinh Nhi đi lấy táo mật cho ngài sao? Hay là công tử muốn Tinh Nhi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa cho ngài? Chắc là mắt công tử khó chịu rồi, vậy Tinh Nhi đi tìm đại phu cho ngài. Sao vậy công tử? Đào nô. Gì chứ? À, chắc là công tử đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ta và Yến Tuân Thế Tử phải không? Không có văn thư thích nô, tự ý bỏ trốn. Theo luật, cô đáng bị chém đầu rồi. Tinh Nhi trước giờ chưa từng nghĩ muốn bỏ trốn. Đi theo Thế Tử đến Yến Bắc, từ đó thoát khỏi thân phận nô tỳ. Có lẽ cô đã lọt vào mắt của Thế Tử rồi, trở thành thị thiếp của hắn. Từ đó có thể sống một cuộc sống cẩm y ngọc thực. Bộ cô không muốn sao? Công tử, Tinh Nhi đã đi theo ngài bao lâu nay, cũng được sống cuộc sống cẩm y ngọc thực. Ngài nên hiểu rõ Tinh Nhi. Tinh Nhi mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng mà Tinh Nhi không phải con mèo, cũng không phải con chó. Không phải ai dứt cho một miếng thịt đều nhanh miệng cắn một miếng nhận lấy. Công tử, ngài yên tâm uống thuốc đi. Tinh Nhi vẫn còn chuyện phải làm, không làm lỡ thời gian của công tử nữa.
Yến Tuân. Ý, Vũ Dương. Ê, huynh đem con thỏ này đi đâu vậy? Ta đang định đem nó tới phủ Thái Hậu cho mẹ ta và Thái Hậu nuôi. Bỏ đi, huynh cho ta đi. Như vậy đâu có được. Ta muốn tặng cho Thái... Yến Tuân ca ca. Hoàng huynh, hai người đứng ở đây làm cái gì vậy? Đó là gì? Wow, thỏ con. Thỏ con dễ thương như vậy, ở đâu ra? Dễ thương lắm có đúng không? Cái này là Yến Tuân vừa mới tặng cho ta đó. Rõ ràng là ta muốn đưa vào trong cung tặng của muội. Bắt đầu từ bây giờ, con thỏ con này sẽ thuộc về muội. Wow, người đáng yêu quá. Người tên là gì vậy? Người có tên không? Yến Tuân ca ca, nó tên là gì vậy? Ta vẫn chưa đặt tên cho con thỏ này nữa. Đáng thương quá vậy. Ngươi còn chưa có tên nữa. Vậy thì bổn công chúa đặt tên cho ngươi nha. Bổn công chúa nhất định sẽ đặt cho ngươi một cái tên đáng yêu nhất, tài hoa nhất. Ngươi tên là Nguyên Nguyên, Bạch Bạch, Tiểu Bạch, Hoàng Hoàng. Hoàng Hoàng thế nào hả? Hoàng Hoàng, Hoàng Hoàng thế nào? Tùy ý công chúa vậy. Ê trời, cái tên Hoàng Hoàng này đặt hay lắm luôn đó. Có phải là huynh chưa cho Hoàng Hoàng ăn hay không vậy? Trước khi đến đây thì ta chắc chắn là chưa có cho ăn rồi. Mùi mùi à, Hoàng Hoàng đói rồi, ca ca cho nó ăn giúp mùi nha. Ế, không cần Hoàng huynh bận tâm, Thuận Nhi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Đi thôi. Thái Di, cầm cái lồng theo đi. Dạ. Hoàng Hoàng. Con thỏ của ta đâu mất tiêu rồi? Huynh còn dám nói nữa hay sao? Con thỏ của ta đâu? Mời khách quan ghé thăm. Mời khách quan ghé thăm. Ghé qua xem đi. Xin mời ghé qua xem đi. Công tử nói thế nào? Công tử đã vào trong cung, bảo mẫu đại gia chuyển lời cho lão thái gia. Bây giờ án binh bất động trước, âm thầm quan sát kỹ càng. Đi. Tình hình thế nào? Hai phòng bên đều đã bị họ thuê hết toàn bộ rồi. Rõ ràng là không hề có cơ hội phải nghe sát vách nghe lén. Từ khi vào ở đến giờ, họ cứ đóng cửa không ra. Ngay cả cơm canh tiểu nhị đưa đến cũng chỉ để ngoài cửa thôi. Ta vừa đi điều tra rồi, trên nóc nhà họ toàn là dây đỏ, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng được. Quả nhiên họ có phòng bị từ sớm. Yến bay giọt từ biệt quay về, da tịch mịch không còn tiếng kêu. Đào Diệp, chắc không phải cô thật sự rung động trước Triệu Tây Phong đó chứ? Tôn chủ, hôm đó ở trên yến tiệc, tuy ta giấu mình trong thân phận của các nhạc sư, nhưng giữa cô và Triệu Tây Phong liếc mắt đưa tình, không thể nào thoát khỏi mắt ta đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đào Diệp vẫn luôn trung thành với tôn chủ, không dám giấu giếm gì cả. Đào Diệp giao thiệp với Triệu Tây Phong không phải vì tình cảm nam nữ, hoàn toàn làm vì đại kế của tôn chủ. Thân là nữ nhi, ta làm sao mà không hiểu tấm lòng nữ nhi của cô. Nhưng nhiệm vụ của một điệp giả, chắc cô không quên đó chứ. Đào Diệp đã hiểu. Tôn chủ đã từng cảnh cáo thuộc hạ, thân là một điệp giả, không được để cho kẻ thù lợi dụng tình cảm, khiến cho bản thân lâm vào thế vạn kiếp bất phục. Cô đã biết thì tốt, đứng lên đi. Nếu như tôn chủ không yên tâm, Đào Diệp từ nay sẽ cắt đứt liên lạc với Triệu Tây Phong là được. Không cần, cô cần tiếp tục giữ mối quan hệ với Triệu Tây Phong, từ hắn mà nghe ngóng xem các lộ tình báo. Dù sao Triệu Tây Phong là hậu duệ của quý tộc Đại Ngụy, sau này có thể trở thành một con cờ có ích đâu. Dạ, Đào Diệp sẽ không để cho tôn chủ thất vọng đâu. Ta hiểu rồi. Tôn chủ tiếp xúc với Vũ Văn Hoài cũng là có ý như vậy. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, có cần dùng thính âm không? Không cần đâu, chúng canh phòng nghiêm mật, chúng ta dùng thính âm rõ ràng không nghe thấy được. Bố trí xong hết chưa? Đã xong rồi. Tôn chủ, tư liệu của Tinh Nhi. Người của Vũ Văn Nguyệt đều ở bên ngoài. Chính chủ vẫn chưa đến, tiếp tục chờ đi. Dạ. Thank you.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở thành điệp giả, cho nên mới có tư cách đến được nơi này. Đây là bản đồ phân bố địa hình của cả thiên hạ. Đây chính là Trường An. Nó không chỉ là đế đô của Đại Ngụy ta, mà còn là trung tâm của cả thiên hạ. Trung tâm của Điệp Chỉ Thiên Nhãn là ở Thanh Sơn Viện, có nghĩa là nó nắm giữ mệnh mạch của cả thiên hạ. Cũng có nghĩa là nhiệm vụ của điệp giả chính là đem hết tất cả tình báo thu thập được đều mang tới nơi đây. Những tình báo thu thập được sau khi được chúng ta phân tích, kết hợp tận dụng, có thể đảm bảo sự an nguy của Đại Ngụy, cũng đảm bảo cho vạn dân thiên hạ không phải chịu nỗi khổ chiến loạn. Điệp chỉ thiên nhãn là thứ vũ khí lợi hại nhất của Đại Ngụy ta. Binh khí chưa bao giờ bằng chính trị, cũng không bàn đến tình cảm. Cô chỉ cần biết rõ cô đang nghe lệnh ai, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, sống sót là được rồi. Có hiểu chưa? Ừ. Đi theo ta. Mở ra xem đi. Lệnh bài xuất phủ. Công tử, đây là cho ta sao? Vậy có nghĩa là sau này ta có thể ra vào tự do trong phủ rồi. Không thể ra vào tự do thì làm sao chấp hành nhiệm vụ được? Những hộp ở trong kia đều đựng những thứ gì vậy? Đến khi nào cô nên biết thì tự nhiên cô sẽ biết thôi. Ồ. Thế lực điệp giả, ngoại trừ điệp chỉ thiên nhãn của chúng ta, thì còn có bí phủ Đại Lương và điệp giả giang hồ. Người đã từng giao thủ với cô chính là điệp giả Đại Lương. Nhưng điệp giả giang hồ mới là đối thủ thật sự của chúng ta. Cô đừng xem thường những điệp giả giang hồ này. Bọn họ dùng phong vân lệnh để triệu hồi lệnh chủ Lạc Hà là một kỳ tài có dũng có mưu. Chỉ là trong sự cố của một năm trước, Lạc Hà đã bị giết. Cô làm gì đó? Con gái của bà, phong vân lệnh thiếu chủ, gặp thích khách mất tích. Lúc trước bọn họ tạm thời vẫn chưa có gì tài cán. Nếu con gái của Lạc Hà quay lại giang hồ với võ công và sức triệu hồi của cô ta, chúng ta ắt sẽ có trận quyết chiến. Ta lại mong muốn gặp được con gái của Lạc Hà. Không biết lượng sức. Nhiệm vụ của điệp giả vô cùng khó khăn. Muốn được sống sót thì phải nắm rõ những binh khí này như là lòng bàn tay. À, công tử à, vậy khi nào ta có thể sử dụng những binh khí này? Sau khi ta giao nhiệm vụ cho cô thì cô mới có tư cách. Dạ. Được, hôm nay đến đây thôi.